Chào mừng cô chú các bạn trở lại với kênh YouTube của Sài Gòn Vô Yêu nha. Nay mình tiếp tục clip bánh xèo. Nóng lắm chú ơi, hư da hết. Gì? Không liên quan tới con chú Vũ chưa? Gì? Chú Vũ không quay đi. Có chừng ở nhà lát nữa tao cắt. Thôi không biết quay luôn hả? Cho con lấy cái nhà. Bỏ một cô bé nó ra đi. Ta đang nói chuyện không biết quay mà. Rồi đây đây, con cứ quay tiếp cho. Nè, bà đỡ cái gì? Cho cô về cái này nè. Cảm ơn. Trời. Bà cá trước. Không, một cái. Đó đâu con? Không hả? Đó quá, mẹ quá đi, nó khỏe quá, mẹ quá. Giờ ở ngoài sao giờ? Hai cái trước à? Không không, năm cái lận. Tại có ba cái chảo à, đổ không kịp. Chưa giờ con ăn cơm chưa? Lấy tiền rồi mà không đưa bánh cho tao quất máu không á. Lo chiên bánh xèo đi, sao nhìn chú Dũng hoài vậy con? Chú Dũng đẹp trai quá. Nói chuyện lát chọn đồ ra bỏ nó dắt đi bây giờ đó. Cái này
lanh hơn tôi luôn á trời à. Chị hai thì làm việc rất là khó khăn kia luôn. Phải trong nhà, phải trong nhà. Nói có bằng này, đốt rồi. Nhưng mà đi làm phóng viên á, làm nhà báo được hết. Tốt nè. Thôi cái bánh này đó, mình có cái cái không? Trời, em cái hai cái này, cái anh xem vô đi. Vô đi. Hả? Cái này là Gia Lai đó Dũng. Ở đâu? Đó là kết trên Dũng. Y sao y vậy đó. Thấy không? Cái đen ngồi nè. Là sao? Là fan của Dũng á. À bạn cái hai bạn trai với gái hả? À Gia Lai vô luôn hả? Fan thanh gọn của mình. Tiếng Đồng Xa là từ khách ta. Dạ nói rồi. Chú về cho xong tặng 2 ký mắm tôm với hộp sơn nữa. Cái hả? Không, trời, không có đợi nổi. Dạ.
chụp hình mà lúc nào cũng vậy nè. Đưa cái đồng tiền, đưa đồng tiền nhé. Đúng rồi. Nãy giờ đang quay mà có chụp đâu. Quay. Rồi cho hai cái vô nhà đi chị. Dạ. Chào con. Trong mấy bột đó có hành với ai nó không có hành. Trong bột đó có hành á mọi người. Ăn cơm chưa con? Hành. Ăn cơm chưa? Trời ơi. Mấy đứa nhỏ bên này đông khách quá cũng đuối á cô chú anh chị. Buôn bán mà lúc được thì mình phải tranh thủ thôi cô chú anh chị. Và được một cái là mình phải tranh thủ cái lượng khách mới á. Lo lượng cũ rồi đàng hoàng chứ. Để dưỡng là chết à. Đông cũ rửa rồi đàng hoàng. Lấy dầu lên kìa. Chưa Ngọc. Sao chị Vy chỉ em trong kia? Nghĩ là còn sao không nhân ra. Con chị này đúng không? Nó từ
chú anh chị tới là hả, mình không có chờ lâu á, thành ra cũng là giận, là phải thông cảm thôi cô chú anh chị. Vô ăn cơm đi, đứng lát xỉu giờ đó. Chị muốn thưởng thức bánh thì đi sớm chút xíu, tại vì trễ quá thì hết. Tại vì bây giờ là khoảng 7 giờ là bắt đầu là hết bánh rồi cô chú anh chị. Với lại công suất là từ 1 giờ cho tới 7 giờ là đổ liên tục đó cô chú anh chị. Đây.
nhìn cái gì hoài vậy? Bây giờ hơi lâu quá chị ạ. Hôm nay rau với lại tôm đủ anh đủ không? Dư hả? À dạ. Sáng pha bột thêm. Cô chú các bạn đã theo dõi clip của Sài Gòn Chú Yêu nha. Chào và hẹn gặp lại cô chú các bạn trong clip tiếp theo.